Chào các bạn, trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nốt script để chúng ta viết script Python trong Dynamo. Thì ở đây mình tạm thời mình tắt cái này đi. Ok, đây là cái giao diện mà các bạn làm việc khi quát ạ, khi bắt đầu mở cái phần ứng dụng Dynamo trong Revit ra. Thì để tạo một cái file Dynamo mới thì các bạn kích vào nút New này. Thì ở đây chỉ là cái giao diện khi các bạn bắt đầu và làm việc với Dynamo. Khi các bạn đã học xong cái khóa Dynamo cơ bản thì các bạn đã quen với cái điều này rồi. Thì để viết một cái script sử dụng Python thì các bạn vào trong cái category call này. Sau đó các bạn tìm đến mục scripting. Đó. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta có một cái nốt gọi là Python script để các bạn viết script bằng Python. Thì ở bên dưới này nó có một cái lựa chọn nữa là Python script from string. Thì cái lựa chọn này nó không có cái giao diện Python editor để các bạn có thể lập trình viết code. Thì chúng ta không sử dụng trong cái khóa học này. Thì chúng ta chỉ sử dụng cái Python script này thôi. Bây giờ mình sẽ kích vào đây thì chúng ta mở ra. Thì khi các bạn mở cái script này, các bạn đưa vào trên cái giao diện chính của Dynamo thì các bạn thấy là cái nốt này nó tương tự như là cái nốt mà list.create mà mình đã hướng dẫn các bạn trong cái khóa Dynamo cơ bản về cái phần tạo danh sách. Thì cái đầu vào này, các bạn thấy là cái đầu vào này nó có thể là một list các cái danh sách đầu vào. Thì khi các bạn kích vào nút dấu cộng này thì các bạn thấy là đầu vào mình có thể tạo ra các cái giá trị, một loạt các cái giá trị đầu vào đấy, tương ứng với các cái phần tử trong một cái danh sách, và các bạn ấn dấu trừ thì nó sẽ lược bớt đi như thế này. Còn đầu ra thì các bạn thấy là đây hiện tại nó là một nó có một cái đầu ra là out cho chúng ta rồi. Ok, thì để mở cái giao diện lập trình của Python thì các bạn kích đúp vào đây thì nó sẽ mở ra cái giao diện để các bạn lập trình. Thì các bạn thấy đây, nó có tên là Edit Python Script. Thì đây chính là cái giao diện để các bạn có thể lập trình trong cho cái script này. Thì các bạn thấy là những cái dòng đầu này, ba cái dòng đầu này các bạn nhìn thấy thì đó chính nó là cái các bạn nó import cái geometry của Autodesk vào đây để giúp các bạn có thể sử dụng các cái thư viện của nó để các bạn lập trình. Thì cái này mình sẽ nói sau. Chúng ta để ý cái phần cái dòng in này, thì in này thì nó là một danh sách, nó giống như là một cái danh sách, và nó có thể ví dụ ở đây các bạn thấy là các bạn tạo ra danh sách này gồm có in 0 và in có chỉ số là 1, thì cái danh sách này nó gồm có hai phần tử. Thì nếu các bạn để như thế này thì các bạn hiểu cái biến data entering node này thì nó chính bằng cái giá trị in này và chính nó là một cái danh sách. Và nếu như các bạn muốn cái biến này nó chỉ bằng một cái phần tử trong danh sách thôi thì các bạn có thể gán chỉ số cho nó ở đây. Ví dụ các bạn gán chỉ số như này đấy thì nó sẽ lấy bằng cái thằng số 0 này, này. Đấy, lấy bằng cái thằng số 0 này luôn. Cái chỉ số in này vào bao nhiêu thì nó lấy bằng cái biến này. Đấy. Ok. Thì, đầu ra thì các bạn thấy là chúng ta có một cái biến out là thể hiện cái đầu ra của chúng ta. Hiện tại là biến out này nó lấy bằng 0 thì nó gán trực tiếp bằng 0. Nếu các bạn có muốn đầu ra này nó bằng một loạt các cái giá trị khác nhau thì các bạn chỉ việc cách nhau bởi cái dấu phẩy thôi. Ví dụ phẩy này, một đấy, các bạn accept change đấy, mở ra này thì các bạn thấy ở đây accept change đấy, các bạn thấy là list đầu ra chúng ta có 0 và 1 đây, nó là hai cái giá trị bởi vì chúng ta gán cái giá trị vào. Đấy, thì là đầu ra chúng ta có hai giá trị 0 và 1. Ok, đấy là cái đầu vào và đầu ra. Các bạn nhớ là đầu vào chúng ta nó là một list các danh một list là tức là một danh sách gồm các cái phần tử mà chúng ta đưa vào đây. Chúng ta kích dấu cộng bao nhiêu thì nó sẽ tạo ra bấy nhiêu phần tử và chúng ta được gán vào biến data entering node.
và đầu ra nó cũng là có thể là một cái danh sách và cho chúng ta đưa vào thôi, chúng ta gán cái giá trị đầu ra của chúng ta vào bằng bao nhiêu thì nó sẽ trải đầu ra của chúng ta như thế. Rồi ở đây các bạn có lưu ý là chúng ta còn có những cái chữ mà mờ mờ như này có dấu thăng ở trước, thì trong cái khóa học Dynamo Python cơ bản thì mình đã hướng dẫn các bạn rồi, thì đây là nó tạo các cái nốt comment thôi. Thì cái giá trị mà đằng sau cái dấu thăng này nó sẽ không được biên dịch. Ví dụ các bạn thêm một cái dòng ví dụ thăng RSVN ở đây chẳng hạn, thì nó không biên dịch khi trong quá trình các bạn chạy cái script này, thì nó chỉ là cái nốt thôi. Mục đích của nó là để ghi chú cho các cái dòng code của các bạn để các bạn nhớ sau này các bạn quay trở lại cái script này, lâu lâu bạn quay trở lại script bạn đọc lại thì bạn sẽ dễ hiểu hơn, hoặc người khác đọc cái script của bạn người khác cũng sẽ dễ hiểu hơn. Ok, còn một điều nữa thì các bạn lưu ý là đối với Dynamo 2.0 trở lên ý, thì cái giao diện chỉnh sửa code này để các bạn viết code script trong Dynamo ấy, thì các bạn có thể mở nhiều cái này cùng lúc. Hiện tại mình đang sử dụng cái phiên bản Dynamo 1.3 cho nên nó không có tính năng này, thì các bạn có thể tải cái thằng Dynamo Dynamo 2.0 trở lên để các bạn sử dụng. Thì lát nữa mình sẽ show cho các bạn về cái thằng Dynamo 2.0, về cái tính năng của nó. Còn một cái vấn đề nữa là các bạn cần lưu ý là khi các bạn lập trình mà các bạn cái code Python của các bạn nên mà mắc lỗi thì làm sao để nó phát hiện ra, thì điều này rất đơn giản. Khi các bạn lập trình lỗi thì ngay cái nốt Python script này nó sẽ báo. Ví dụ như này, các bạn có hai cái phần tử của cái danh sách đầu vào là phần tử 0 và phần tử 1, nhưng mình lại gán cái biến data enter string node này bằng phần tử số 2 chẳng hạn như này. Các bạn apply thay đổi thì các bạn thấy là ngay lập tức cái nốt này nó báo lỗi ngay. Khi các bạn đưa chuột vào cái lỗi trên này thì nó hiển thị ngay cái lỗi mà chúng ta cần phải lưu ý để chúng ta sửa. Ví dụ như là các bạn thấy là dòng số 5 này, line 5 này và index error nó bị lỗi cái index, tức là lỗi cái chỉ số index out of range, tức là range của chúng ta chỉ có hai phần tử là không, chỉ số 0 và chỉ số 1, nhưng chúng ta lại gán cái biến bằng cái chỉ số 2 cho nên ở đây nó báo lỗi ngay lập tức. Ok. Rồi, ở đây mình vừa cài đặt xong Dynamo 2.0 thì mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây. Cách mở cái này ra, mình vào mục help about thì các bạn thấy là đây mình có cái Dynamo 2.0.2 2.2 2826 là core, còn bản Dynamo Revit là 26833 là cái bản này là bản mới nhất. Bây giờ mình kích vào new. Rồi, kích vào new thì các bạn thấy là cái giao diện nó khác. Bây giờ các bạn thấy là để vào mục script thì các bạn thấy ở đây chúng ta có script đây, kích vào đây. Mình có mục editor. Ta kích vào mục Python script thì các bạn thấy là nó như thế này. Bây giờ mình mở cái này ra. Đó. Thì các bạn thấy nó cũng không khác gì nhiều lắm, nhưng tên của bên trên này nó khác là Python script, kia là edit Python script. Và các bạn thấy những cái dòng này thì nó vẫn giữ nguyên. Thì chúng ta import vào thư viện vào thì ta sử dụng rồi là in out sử dụng, nhưng mà các bạn thấy là bên dưới này nó đã thay đổi. Trong cái Dynamo 1.3 ấy thì các bạn thấy nó chỉ có nút lưu và nút close thôi. Thì bây giờ các bạn thấy là nó có nút lưu này, nút run này. Tức là khi các bạn lập trình xong các bạn có thể run để còn kiểm tra này. Và nút revert để trả lại cái giá trị trước khi các bạn thay đổi này. Và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng hai cửa sổ này đồng thời. Trong cái Python trong cái Dynamo cũ ấy, thì các bạn phải tắt cái cửa sổ edit Python ID thì các bạn mới co kéo được cái thằng này. Và trong cái Dynamo 2.0 mới thì các bạn có thể copy cái thằng này ra. Ctrl C, Ctrl V. Đây. Ctrl C copy này, xong các bạn Ctrl V paste ra. Và các bạn có thể mở thêm được một cái script nữa. Rất nhiều các script các bạn có thể mở đồng thời. Như vậy là các bạn có thể copy các cái script này sang cho nhau để các bạn tiết kiệm thời gian, và hoặc là các bạn có thể xem dòng code để các bạn tham khảo cho nó dễ dàng. Ok. Bài này mình tạm dừng ở đây. Đây là cách để các bạn mở một cái
Node Python Script để các bạn lập trình và các bạn hiểu cơ bản về những cái mà ban đầu mà cái script này mang lại cho chúng ta. Thứ nhất là cái thư viện nó cung cấp cho chúng ta và cái đầu vào là như thế nào, đầu ra là như thế nào. Và các bạn nếu các bạn theo mình thì các bạn nên cài các bạn đi là mua 2.0 trở lên để chúng ta cùng nhau học tập cho nó đồng bộ trong cái khóa học này. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong khóa học video tiếp theo.